Nhìn các bé ăn ngon miệng và mẹ nào cũng vui phải không ạ? Bữa trưa hôm nay để xem mình nấu món gì ta? Cánh gà hấp cà chua, suất tôm nấu bí đao. Wow, vào bếp ngay thôi ạ. Đầu tiên, mẹ lấy một ít gạo vo sạch. Bí đỏ đã cắt hạt lựu, mẹ cho vào nấu cùng. Cánh gà mẹ cắt làm đôi, mẹ thêm nước mắm, ít gia vị như dầu mè, hành lá và gừng. Mẹ trộn đều tất cả lên và dùng màng bọc thực phẩm bọc lại ướp trong 20 phút. Tiếp theo là mình thái hành tây, cà chua thành lát mỏng. Mẹ bỏ vào đáy bát. Sau đó, mẹ cho cánh gà đã ướp vào. Nước sốt còn thừa thì mẹ đổ lên trên luôn nhé. Mẹ hấp trong 30 phút kể từ lúc nước sôi. Mình lại đi làm thêm món thứ hai nha. Nấm và bí đao mẹ cắt lát mỏng. Mẹ cho vào bát. Tôm mẹ bỏ vỏ cho vào máy. Mẹ cho thêm nửa lòng trắng trứng gà và xay nhuyễn. Mẹ nêm vào bột mì, dầu ô liu, trộn đều hỗn hợp rồi mẹ nặn thành từng viên tròn nhỏ. Sau đó, mẹ cho vào bát, đổ lượng nước phù hợp rồi mẹ hấp trong 20 phút. Thế là xong bữa ăn cho bé rồi. Chúc các bé yêu ăn ngon miệng nhé.